Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với blog ngay thắng.com và kênh YouTube Sếp Muôn News Today. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Thắng sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn một số những kiến thức cập nhật về token Sếp Muôn và Bigot. Thì trên màn hình chúng ta có thể thấy là cái lượng đốt token là 36,5 triệu mã thông báo. Thì con số này nó được đốt khá nhiều vì là nó ảnh hưởng bởi cái câu chuyện đó là có một cái tài khoản cá voi đã bán đi 54.000 đô la tương ứng với cái giá trị của đồng Sếp Muôn. Thì người ta bán đi như vậy thì nó cũng gây ảnh hưởng đến cái thị trường và một số những cái người khác họ cũng có bán đi, nhưng tuy nhiên thì như Thắng nhìn qua đây có thể thấy là có những người họ bán từ lúc họ mua vào tháng 4 là 6.000 và họ bán giờ còn 250 đô la, thì thực tế không hiểu là 250 đô này họ dùng để làm cái gì nữa, bởi vì là nó cũng chẳng còn đáng bao nhiêu cả. Thế cái câu chuyện đặt ra đây là vẫn là cái vấn đề quản lý vốn khi mà chúng ta chưa sẵn sàng để mất đi cái số tiền chúng ta đang đầu tư ạ, thì thực sự nó rất là khó khăn, bởi vì là hầu hết chúng ta đang đầu tư vào tiền điện tử hay là vào thị trường tài chính như kiểu một dạng thức rủi ro và may mắn vậy, thì cái điều này nó sẽ làm cho cái tâm lý của chúng ta không tốt và nó dạng thức kiểu như là buy the rumor sell the news, tức là mua tin đồn và bán tin thật ạ. Thì đây là cái câu chuyện mà nó là cái câu vấn đề muôn thuở từ trước cái này, mặc dù chúng ta nhìn thấy trên cái thị trường chung chung là tất cả đều giảm mà đấy, cái vốn hóa thị trường cũng giảm. À, thì chúng ta còn có từ 2.000 tỷ, 2.000 tại điểm là 2,9, tức là tầm gần 3.000 tỷ đô mà bây giờ còn có như thế này thôi, thì chúng ta thấy rằng là nó đã giảm giảm rất là nhiều. Thì kể cả những cái hiện tượng the merge của Ethereum cũng không có giúp được Ethereum tăng lên, mà thậm chí còn là Ethereum giảm đi, thì chẳng có lý do gì mà những cái đồng coin khác nó có thể phát triển mạnh được cả, rất là khó. Thì Sếp Moon cũng có ảnh hưởng về cái vấn đề là giá giảm à. Thì tất nhiên là do cái niềm tin của cái dự án nó cũng bị suy giảm rất là nhiều do nhiều yếu tố. Thì tuy nhiên là nếu mà chúng ta thực hiện đúng cái chính sách là quản lý vốn tốt ngay từ thời điểm ban đầu thì cái tâm lý của chúng ta sẽ ảnh hưởng nó không quá nhiều, và cái sự mất mát của chúng ta rõ ràng là dù chia ra theo tỷ lệ là lớn nhưng mà nó sẽ không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Đấy là điều quan trọng. Thì hy vọng rằng là chúng ta vẫn còn cái niềm tin đối với cái dự án này, và đối với Thắng thì quan điểm là sẽ không mua thêm nhưng mà cũng không có bán đi à, thì như vậy sẽ là ở cái dạng thức an toàn. Còn trong trường hợp là nó có những cái tin tốt thì rõ ràng cái việc tăng giá lên nó sẽ làm cho chúng ta hưởng lợi, cái điều đó là kiểu cực kỳ cần thiết à, và chúng ta vẫn còn những cái điều kỳ vọng, bởi vì là rõ ràng bây giờ Sếp Môn mới chỉ phát triển ở mạng tức gọi là wallet, ở ví gọi là cái DEX, Decentralized Exchange, thì nó vẫn đang chỉ là ở cái hình thức là giống như kiểu MetaMask hay Trust Wallet thôi. Thế cho nên là mình vẫn còn cái điều đó là về cái Sếp Moon Card, rồi về Sếp Moon Exchange, Sếp Moon Blockchain sẽ ra mắt trong năm 2022 này. Thì còn có 3 tháng nữa thôi, thì chúng ta hãy chờ đợi xem là cái điều đó nó sẽ đưa Sếp Moon đi đến đâu. Ít nhất thì Thắng kỳ vọng là nó sẽ thay đổi cái mức giá hiện tại và có cái sự phục hồi ở cái thị trường tiền điện tử nói chung cũng như là cái đồng token Sếp Moon nói riêng. Thì chuyển qua một chút thông tin cập nhật về trên Bitget, thì chúng ta thấy ở cái cập nhật của nó thì với cái lượng cái mức giá hiện tại nó cũng bị sụt giảm 8% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên là cái khối lượng giao dịch của nó vẫn đang khá là lớn, là khoảng 2,1 triệu đô la. Cái vốn hóa thị trường là 249 triệu, cao hơn khá nhiều so với Sếp Moon thời điểm hiện tại. Thì ở trên đây á, nó cũng có một số các cái cập nhật cơ bản như vậy thôi. Thì mình chuyển qua trên Bitget Community thì mình có thể thấy là cái Bitconomy nó cũng đã list cái token price lên trên rồi. Rồi chúng ta thấy là nó cũng có những cái giải thưởng để hấp dẫn những người dùng. Và một cái điều khá là quan trọng đó là cái phiên bản web giao dịch cái sàn tập trung của Bitget nó sắp được ra mắt. Thì cái này là chúng ta phải chờ đợi xem là nó ra mắt như thế nào, liệu có người dùng nhiều không, chứ còn ra mắt mà người dùng không có dùng thì cũng khó à. Thì cho nên là chúng ta cũng cần phải chờ đợi thôi. Đó là một số những cái cập nhật khá là mới mới nhất ở trên này. Thì Sếp Moon hiện tại nó được coi là một trong những cái dự án có cái sự rủi ro thấp nhất, rất thấp à. Thì đó cũng là một cái yếu tố thực ra đáng để chúng ta có một cái lý do để chúng ta đặt thêm một cái niềm tin, đó chính là Sếp Moon đang là một trong những cái dự án ưu tiên vấn đề an toàn là trên hết. Như vậy là nó có thể đứng ngang hàng với cả Trust Wallet à. Như vậy đã là một cái điều rất tốt rồi, đứng ngang hàng với cả Cake à.
thậm chí Baby Dodge cũng được đứng trong cái hàng này này. Đấy, chúng ta thấy rằng là cái việc này nó cũng khá là tốt. Đấy. Thậm chí mình còn thấp hơn cả Raka này. Những cái dự án mà chúng ta biết tới như Floki Inu này, nó cũng khá là rủi ro mang tính trung bình này. Những cái dự án rủi ro cao này thì không nói rồi. C98 cũng chỉ là low risk thôi, thậm chí mình Sepmoon còn được đứng trên cả hàng của C98 thì chúng ta thấy rằng là có cái điều đó chúng ta cũng đáng để chúng ta lưu tâm về cái token Sepmoon. Còn ai không có niềm tin nữa thì thôi, cũng chỉ biết cách là chào tạm biệt, chứ còn cũng không có cái cách nào để níu kéo hơn cả. Thì đấy là những cái thông tin cập nhật khá là nhanh về thị trường crypto của Sepmoon và Bitget. Thì nếu như có cái thông tin gì mới, Thắng sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn ngay. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin chào.